thêm một mẫu sọ hai dây mặt nhà để phục vụ các bạn nha. Mẫu mới ngày mới về, hai cái quần này họa tiết là nền màu xanh và họa tiết là cái tiêu nha, nhìn rất là cưng luôn. Cái mẫu theo thiết kế là có hai túi cho mình ha, áo là màu hồng và họa tiết là trái tim. Áo này có lót mút cho mình nha, nó có lót mút ha, mút là độ dày vừa phải ha, để cho các bạn mặc ở nhà chờ mùa hè nóng được không cần phải mặc ra hay áo ngực gì đâu, nó dễ chịu. Form dáng là dạng như áo là form chữ A, và các bạn chú ý nha, cái này form size 2X nhưng mà cái quần form quần nó hơi nhỏ một tí xíu ha, mình nghĩ chắc tầm 60, nếu mà 60 mặc cỡ như vậy mình 54 kg 60 mặc này 70 kg mặc nó sẽ căng, nó sẽ căng cái quần ra, mặc vẫn vừa nhưng mà nó sẽ căng ôm cái quần tí ha. Các bạn mua hàng thì chú ý xem số đo nha, nó sẽ chính xác hơn. Và phía sau là nó thiết kế có dây chun ha, chun to dạng mình 54 kg mặc các bạn nhìn thấy ôm, chứ mình 54 kg mặc bộ này ok đó, cao ký mặt nó sẽ căng ra đó, nó sẽ là như vậy ha. Giá là 180.000 và từ 70 kg đổ lại là mặc được nha.